ngừng tìm kiếm cặp vợ chồng người nước ngoài mất tích sau trận động đất do nguy cơ lở đất đá. Các nhà chức trách tuyên bố tạm dừng hoạt động tìm kiếm cứu nạn ở Hoa Liên vào hôm Chủ nhật ngày 14 tháng 4, 12 ngày sau khi xảy ra trận động đất mạnh 7,2 độ Richter. Vào khoảng 10 giờ 30 sáng thứ Bảy ngày 13 tháng 4, khi đội cứu hộ đang tìm kiếm cặp vợ chồng đến từ Singapore trên đường Mòn Sa Ka Đang, thì suýt bị lở đất. May mắn thay, tất cả các thành viên đội cứu hộ đã nhảy xuống dòng nước ở chân hẻm núi nên tránh được thương tích. Trước nguy cơ lở đất, Sở Cứu hỏa Hoa Liên quyết định dừng việc tìm kiếm hai người còn mất tích ở vườn quốc gia Taroko. Vào sáng Chủ nhật, các thành viên trong gia đình của cặp vợ chồng cùng với các nhân viên cứu hộ và các quan chức địa phương đã tham gia một nghi lễ gọi hồn trên cây cầu gần đầu đường Mòn Sa Ka Đang. Những người tham dự đã cầu nguyện cho linh hồn của cặp vợ chồng mất tích có thể tìm được đường về nhà và yên nghỉ. Số người chết trong trận động đất đã tăng lên 17 người và hầu hết họ đều bỏ mạng ở khu vực vườn quốc gia Taroko. Các nhà chức trách cho biết, ngay sau khi tình hình ổn định, các hoạt động tìm kiếm sẽ được tiếp tục, tin tức sẽ được cập nhật liên tục. Bạn hãy theo dõi Xin Chào Tôi ở Đài Loan để không bỏ lỡ những tin tức quan trọng nhé!